Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Các bạn đang có mặt tại kho hàng Lý Thường Kiệt để chuẩn bị đơn hàng vô cùng lớn. Các cây đàn từ nhiều thương hiệu nổi tiếng lên đường đến với đại lý tại Cần Thơ. Trong tập lần này gồm Piano Cơ, Yamaha, Kawai, Piano Điện, Kutman và Artesia. Nếu anh em muốn biết tên các cây piano đó là gì, hãy cùng bắt đầu video thôi. Tiên sẽ là Yamaha U3E. Nhìn piano này, anh em sẽ thấy được từng chi tiết máy bên trong. Lớp ni lông đều còn rất mới và không hề bám bụi chày xước. Không chỉ U3E mà toàn bộ đàn đã đóng gói sẵn sàng cho chuyến đi với bì dày cùng ni lông theo team đưa ra ngoài để lên tải. Tìm hiểu về Yamaha U3E nhé. Kiểu dáng piano đứng phù hợp với mọi không gian. U3E với lớp sơn bóng giảm chày xước, bản cộng hưởng hình xương xương, ba trụ thẳng đứng bằng gỗ vân sam, khung bằng gang chắc chắn, bố đàn bằng lông cừu tự nhiên, dây bằng thép không gỉ. Và cây đàn đầu tiên của chuyến đi đã được đội cùng Bác Tài đưa lên xe tải. Tiếp theo là piano U3S đang đưa vào xe nâng theo chân các anh và Bác Tài lên dốc tiến vào xe tải. Chiếc thứ hai đã xong, đến cây đàn thứ ba thôi. Vì thao tác như nhau nên anh em hãy đến với thông số ấn tượng của U3S nhé. Kiểu dáng đứng đặc trưng, bản cộng hưởng lớn, khung sườn nguyên khối, gia công tỉ mỉ, khung đàn bằng gang, búa đàn bọc nỉ, bàn phím phủ lớp chống mòn. Chiếc piano được đẩy ra phía ngoài, team cùng nhau lấy xe đẩy và nâng đưa U3S vào trong thùng. Và ba chiếc đàn đầu tiên đều thuộc nhà Yamaha đã lên xe. Piano thứ tư là Kawai Cuba với nhiều vòng bảo vệ đang theo chân bốn anh em cùng Bác Tài tiến từ trong kho leo dốc ra xe tải. Và đây những thông tin anh em nên biết về Cuba. Kiểu dáng sang trọng với màu đen bóng tự nhiên, bản cộng hưởng gỗ vân sam, khung sườn nguyên khối và khung đàn bằng gang, búa bằng gỗ gụ bọc nỉ, bàn phím theo tiêu chuẩn riêng của Kawai. Cuba được đội nâng đưa vào thùng xe và sắp xếp lại vị trí cho những chiếc piano khác. Mọi người hãy theo chân anh nhân viên đến với khu vực piano Artesia, lấy hai cây BE88 đem ra xe tải nhé. Đàn có khối lượng nhẹ nên rất dễ để vác vai. Lần lượt hai cây đàn được anh nhân viên từ từ mang ra phía ngoài để chuẩn bị đóng hàng lên xe. Với những sản phẩm nhạc cụ âm nhạc kinh doanh tại Minh Phụng Music, chúng mình luôn hướng đến việc xây dựng và phát triển công ty trên nền tảng chất lượng luôn là lựa chọn hàng đầu, uy tín trong việc cam kết chất lượng sản phẩm, dịch vụ hậu mãi tốt. Cây đàn thứ 5 và thứ 6 BE88 đã chuẩn bị xong, đến với hai cây Kutman KS1 Bluetooth. Mẫu piano này mình đã làm nhiều clip giao hàng trên kênh, các bạn có thể vào mục tìm kiếm và gõ từ khóa để tham khảo nhé. Từng sản phẩm được Bác Tài và anh nhân viên sắp xếp gọn gàng trên thùng xe, và thế là tất cả đã ở trong thùng tải đầy đủ. Phía xa, Bác Tài đang canh chỉnh ràng dây cố định những chiếc đàn bên trong và phụ kiện. Hai nhân viên đang chuẩn bị các dòng ghế piano cao cấp cẩn thận với nhiều vòng ni lông dày bảo vệ bề mặt ghế, bao gồm ghế hộp chữ nhật và ghế piano trang bị tăng đơ. Từng chiếc ghế được Bác sắp xếp vào thùng xe, cửa thùng tải đóng lại, cài chốt khóa kỹ càng. Xe tải chậm chậm lăn bánh lên đường. Vậy là video về buổi chuẩn bị số lượng lớn piano cơ và piano điện cùng phụ kiện đến với Cần Thơ đảo hàng tận. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.